上太郎ディオ無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄無駄Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Nhân một ngày đẹp trời thì mình sẽ giới thiệu với các bạn giáo án Pro Build thần bài. À không phải thần bài này, mà là đây này, Cheater Fest Ma Pháp Sư Ngưu Binh. Đây là vị tướng được anh em khá yêu thích ở 8.5 này, vì rất là mạnh ở cuối game, lại có thể xoay bài linh hoạt và đa dạng chủ lực nữa. Điển hình như bài này mình có bộ đôi TF Viego cản quét lobby. Giờ thì báo chi tiết thôi. Đầu trận mình có một Mỹ Hầu Vương và một cái găng nhặt về từ vòng đi chợ. Đánh quái ba tơn mình có ba đồ là nước mắt, găng và váy cùng với cả hai tướng đạo trích. Tới ngã ba đường đầu tiên thì mình chọn phóng hỏa vì đây là lõi duy nhất không bắt mình phải chốt bài sớm. Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép nhau như thế. Đúng. Vì đội hình mầm non chưa một tướng nào lên 2 nên là mình vẫn giữ level 3 và tất nhiên là bị đấm cho ngu người. Thế nhưng mà ngay sau đó thì Ezio xuất hiện trong cửa hàng, mình thay luôn vào sân để kiếm cái hũ bé trước khi xoay bài. Up 4 thêm đấu sĩ vào cho bài bớt mỏng manh, nhưng mà sau đó thì gặp Riven, giáp siêu linh và Kai'Sa giao điện thì mình vẫn tiếp tục thua thôi. 2.3 thì Sona xuất hiện, 4 đạo trích có vẻ hợp lý hơn ấy nhỉ. Mình không chọn đạo trích đâu nhá, mà là đạo trích chọn mình đấy. Thế nhưng mà sau đó thì gặp ba nhà nhiều tướng 2 sao khá là mạnh nên là mình còn có 80 máu để mang đi chợ thôi. Lấy về một hộp đồ on và một cái cung, mình up 5 luôn và cho blitz vào để máu tụt chậm chậm thôi. Vẫn hơi ghê nhỉ, thôi lắp thêm cái giao điện cho yên tâm. -2 máu Lucic 4. Ok rồi đấy. Tới round người đá thì mình chỉ còn có 72 máu với cả 20 vàng. Đùa chứ vừa nghèo vừa yếu ấy. Round đá cho mình một đai, một máy nhân bản và khá là nhiều tướng nhưng mà chỉ có mỗi Ezio dùng được thôi. Hên qua tờ sau đó thì cả kêu với cả Blitz đều lên 2. Mơ về TF xòe bài chiếu chiếu nên là mình chọn Annie hỏa cuồng. Up 6 ra trận luôn ở 3.2. Gặp lại nhà Kai'Sa Riven lúc nãy nhưng mà mình vẫn chưa thể hiện được cái gì khác, thua tiếp. Hũ 2 game cho mình 19 vàng, quá rẻ mạt với những gì mà mình mong muốn. Ngần này thì làm sao mà đổi đời được. Tiếp tục phi vụ, liều thì mới ăn nhiều chứ không liều thì top 8 đấy. Cảm giác cứ như là mình ở đáy cái lobby này ấy nhỉ. Mà cảm giác cái gì nữa, đúng thật đây này. Gặp nhà top 7 mà vẫn bị đấm. Ôi trời ơi. Đi chợ mình nhanh chân lụm cái bông Artiso với cả cái gậy. Trở về thì mình lắp luôn Crit Fest để nếu mà không ra thần bài thì mình có xoay bài khác. Tầm này thật sự là không thể tin được vào nhân phẩm của mình hôm nay rồi. Thế mà lại thắng cái nhà này. Đam không có, một mình vên một sao tay trắng thì làm sao mà thắng được cái đứa ở dưới đáy xã hội như mình. Chơi cờ chân lý mà hóa ra là chơi cờ Caro các bạn ạ. Thua thêm trận nữa thì mình được hũ 3 với dìu đen và đồng hồ cát không ngon lắm nên là mình lì tới hũ 4 đi. Bầy sói cho mình một giáp, một đai và một kiếm. Lắp luôn thú tượng cho Vi, giáp máu cho bò và áp 7 thêm bò vào sân luôn. Ra gì đấy? Tới 4.2 là vòng chọn lõi bạc, mình lấy chiến lợi phẩm để bổ sung phần hồi phục còn lại cho thần bài của mình. Vừa rút tay thì TF cũng tự ra, nhưng mà chưa thể ra sân bởi vì mình còn cái hũ đang ủ chưa nổ cơ. Trứng nở và quá lý tưởng luôn, toàn là vàng nên là mình up 8 và roll mạnh. Mình bán Ezio đổ đồ cho TF. Lại thêm Samira vẫn giữ hũ 4, đang 7 trên 10 rồi. Chờ nổ thôi chứ máu còn ít quá. Rồi xong, gặp ngay nhà Viego tình nhân. Máy dập bổ liên tục vào hàng tướng của mình. Mình thua hẳn 4 tướng và hấp hối với 20 máu thôi. Vòng đi chợ thì mình lấy Morgana cầm gậy và trở về ngay lập tức lấy hũ 4, gồm có 8 trang bị thành phần và 8 vàng. Tầm này thì làm gì còn lựa chọn nữa, mình roll mạnh để đổi form bài 4 ma pháp sư, 4 ngưu binh và 2 song đấu, nhưng nhất quyết là không một con TF thứ hai. Cái... lợi thế nhiều đồ đã giúp mình thắng nhà siêu nhân thần bài này. Ôi trời ơi. 4.6 thì mình có Eco 2, 4 ngưu binh, cho Eco cầm full đồ tanh. Gặp lại nhà Kai'Sa Riven ban nãy nhưng mà Kai'Sa vẫn vật lộn chưa lên được 3. Không đủ sức mạnh để hạ gục hàng thủ của mình, mình vẫn giữ được 20 máu. Đánh rồng thần thì mình lấy được một váy, một cung, một đồ on, phân vân một hồi thì mình lấy thêm một cái đem máu nữa. Bài cũng hòm hòm rồi đấy, nhưng mà thứ duy nhất mình cần là Cheater Fest 2 sao thì nhất định là nó không ra. Trong khi đó thì Neko có tới 6 con rồi.
Đúng là thứ mình cần thì không có mà thứ có thì không cần. Cũng tại game này mình gặp hai người anh em cùng chung chí hướng, cũng muốn xòe bài như mình nên là roll khó quá. Giờ chắc là phải chờ mấy nhà kia đi thì may ra. Vừa nói xong thì gặp ngay nhà báo Nhi này. Thế nhưng mà dàn tanh dắt vàng với Ramus 3 sao cầm dắt máu và vút rồng cũng không thể nào chịu được sức tấn công từ thần bài team mình. Thần bài ném từ trái sang phải. Nila không có đồ nên là chỉ sau một lượt ném đã phải nằm xuống. Eco khiêu khích được carry của đối thủ để TF tung chiêu. Ramus chỉ có thể nhảy tại chỗ thôi. Thần bài tiếp tục free dam. Eco với 3 đồ là rất trâu và không thể bị hạ gục. Rất nhanh chóng thì team bạn bỏ. Mình tiễn nhà này xuống còn 2 máu để tiến gần hơn tới TF 2 sao. 5.3 cũng rất nhẹ nhàng vì đối thủ của mình là nhà siêu thú 3 sao. Thế nhưng mà không phải Midphoton 3 sao mà là Zenith 3 sao. Thế là mình có chuỗi thắng 4. Vòng đi chợ tiếp theo thì mình lấy về gậy lốc. Nhà song đấu đã ra đi rồi nên là rất dễ dàng. Mình roll vài lần là có TF2 rồi. Giờ thì mình yên tâm eco tiền và tập trung xếp bài rồi. Đồ on cho nhiều sự lựa chọn khó khăn. Mình suy nghĩ khá lâu thì chọn nó xếp. Gặp ngay nhà đấu sĩ admin nhưng mà cũng chẳng có cản trở nào khiến mình có win trick 6. Đang rất là tự tin thì nhìn lên thấy nhà top 1 đã có máy dập 3 sao rồi. Bảo sao mà từ nãy giờ roll không nổi con Virgo thứ hai luôn. Mình và nhà này cùng nhau tiễn bớt những nhà còn lại để gặp nhau ở 6.2. Combat diễn ra không căng thẳng lắm vì gần như là Hắc Diệp Đế Vương ao trình mình. Nó nhảy lên nhảy xuống liên tục, dập phát nào là team mình tụt máu bốc hơi từ phát đấy. Nguyên xà luôn, quá kinh khủng. Nhà còn lại gặp bóng của Hắc Diệt Đế Vương thì cũng chung số phận thôi, bị đánh tơi tả và dừng chân ở top 3. Còn đúng một máu hy vọng cho trận chiến này và đây là cơ hội ít ỏi để mình có thể làm gì đó. Bằng kỹ năng pro chơi game 8 mùa không lên được thách đấu vãi cả thì mình đã lốc thành công con át chủ bài của đội bạn. Tranh thủ lúc Virgo còn lơ lửng trên không thì thần bài của mình đã kịp xòe bài đục thủng hàng tanh của đối thủ. Virgo hạ cánh nhưng mà có vẻ còn choáng váng nên là liên tục dập vào eco và bò của mình. 4 ngưu binh giúp mình câu kéo thêm thời gian để thần bài có thể clear hết đội hình bên kia. Nhanh chóng trên sân chỉ còn lại một mình Hắc Diệt Đế Vương cô độc cầm kiếm dập trong bất lực. Thần bài của mình kết liễu hắn với lần ném thứ 70. Tiếp theo là vòng đi chợ cuối cùng. Vì chỉ có một round gặp nhau để phân top 1, top 2 nữa thôi nên là mình lấy về cái máy chiếu và roll rất nhiều nhưng mà không lên được Neko 3. Tơn trước may mắn lốc trúng Virgo. Lần này thì tính toán có chút nhầm lẫn nên là mình lốc phải Syndra. Tuy nhiên là tay mình lắp máy chiếu thì không thể nào lệch được. TF đánh Lee Sin, kết hợp cùng với bò stun thì TF nhanh chóng kết liễu Lee Sin. TF đánh Fiora nhưng mà ngay sau đó thì chuyển hướng sang đánh Virgo vì hắn dám nhảy vào nơi đông nhất của đội hình mình. Máy dập 3 sao của đội bạn bổ liên tiếp vào đầu máy dập 1 sao nhỏ bé của mình. Nhưng mà I'm ok vì còn ngưu binh để câu giờ. Đằng sau thì thần bài của mình vẫn focus vào Virgo 3 và ném liên tục. Virgo hết máu và rồi Virgo nằm xuống. Lúc này thì giam 3 con tướng còn lại của đối thủ trên sân chỉ còn là bia tập ném cho Chitterfest thôi. Nhà vô địch của ngày hôm nay. Các bạn có thể thử đội hình này và nhớ cho mình xin một like nhé.